Chào các bạn, trên tay mình đang là mẫu Samsung Galaxy A5, smartphone tầm trung với mẫu thiết kế bởi nhôm nguyên khối mới nhất của Samsung. Thì cái mẫu Samsung Galaxy A5 này sẽ được bán ra trên thị trường với giá là 8,990 triệu đồng. Máy có thiết kế nhôm nguyên khối, kể cả mặt lưng đều được làm bằng nhôm, cầm trên tay khá là nhẹ. Thiết kế vỏ nhôm của Samsung thì các cái đường viền đều là được bo tròn bốn góc, các cạnh này thẳng, không còn các cái đường viền cắt vát góc trong giống như Alpha hay là trên Note 4. Phần bên cạnh phải máy thì có nút nguồn, khe cắm SIM và khe cắm thẻ nhớ. Về cái tính năng mà Samsung tập trung nhất trên cái sản phẩm của mình đó là tính năng selfie. Thì camera trước của máy được trang bị độ phân giải là 5 megapixel. Người dùng có cái tính năng chụp ảnh là selfie bình thường và selfie góc rộng, có thể selfie bằng âm thanh và cử chỉ. Khi mà đưa tay lên vậy thì là máy sẽ tự chụp sau 2 giây. Khi Galaxy A5 có màn hình 5 inch, còn iPhone 6 có màn hình 4.7 inch, nhưng mà cả hai kích thước tương đương nhau. Cầm iPhone 6 có vẻ là nặng hơn. Về độ mỏng thì iPhone 6 mỏng 6.9 mm, còn Samsung Galaxy A mỏng 6.7 mm. Tuy nhiên nhìn trên thực tế thì iPhone 6 có vẻ mỏng hơn, do cái viền cong của máy A5 là nằm ở phân khúc tầm trung, chỉ ở mức 9 triệu đồng, nhưng mà cái độ hoàn thiện của Galaxy A5 rất là tốt, với thiết kế nhôm nguyên khối cứng kép. Các chi tiết được hoàn thiện sắc sảo, không hề thua kém các smartphone cao cấp với giá trên 10 triệu đồng hiện nay.